khi thế giới lần đầu tiên nhìn thấy Ameca biểu hiện trên khuôn mặt trong phòng thí nghiệm, nó giống như một cái gì đó trong một bộ phim. Nhưng bây giờ hình người này đã xuất hiện trong tự nhiên và khoa học viễn tưởng chỉ có thật. Philip K. Dick nổi tiếng đã suy ngẫm về việc liệu người máy có mơ thấy cừu điện hay không. Câu hỏi của tôi trực tiếp hơn nhiều, nếu bạn chọc vào mặt một con robot, nó có định giết bạn không? Phỏng vấn robot Ameca trong buổi giới thiệu tại C, tôi nhận được câu trả lời không. Nhưng khuôn mặt của nó khi bạn đứng dậy trong không gian cá nhân của nó thật ám ảnh và mê hoặc. Nếu bạn đang ở trên Internet, chắc chắn bạn đã nhìn thấy Ameca. Robot hình người có khuôn mặt xám nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công chúng vào cuối năm 2021 khi một video về các biểu cảm trên khuôn mặt của nó được lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng trong khi Ameca có một số người chạy cho những ngọn đồi, những người sáng tạo của nó tại công ty Engineer Art của Vương quốc Anh đã rất vui mừng. Rowe cho rằng ngoại hình không phải người máy, không phải người của Ameca. Cơ thể của nó hoàn toàn bằng kim loại và nhựa, khuôn mặt của nó là một màu xám không có giới tính và không phải của con người. Nó có 17 động cơ riêng lẻ bên trong đầu điều khiển các chuyển động và biểu hiện của nó. Nhưng các đặc điểm trên khuôn mặt của nó sống động và đầy cảm xúc một cách đáng ngạc nhiên. Và chính sự kết hợp giữa nhân tạo và giống như thật này mà Rowe nói đã nói lên tầm nhìn chung của chúng ta về những robot hình người sẽ trông như thế nào trong tương lai. Đây không phải là robot hình người đầu tiên mà Engineer Art phát hành. Trong 4 năm qua, công ty đã tạo ra một dòng robot Mesme giống như thật và hiển thị chúng cho những người tham dự hội nghị trên các sàn triển lãm đông đúc. Mỗi robot Mesme được thiết kế và chế tạo từ bản quét 3D trong nhà của người thật, cho phép chúng tôi bắt chước cấu trúc xương, kết cấu da và biểu cảm của con người một cách thuyết phục. Trang web Engineer Art nói với các khách hàng tiềm năng, Mesme được thiết kế theo module, vì vậy bạn có thể tháo phần đầu bằng một cú nhấp chuột mà không cần công cụ, và hoán đổi phần đầu này cho phần đầu khác. Ameca không dành cho hội nghị. Nó không chạy và nhảy như những con robot được tạo ra bởi Boston Dynamics và nó không phải là thứ bạn có thể đặt hàng trước ngay bây giờ với tư cách là một người giúp việc gia đình. Rowe nói rằng sẽ phải mất ít nhất 10 năm nữa trước khi một robot như Ameca. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!